Kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục xây dựng đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin về công tác xây dựng đảng, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các đồng chí bài viết Nậm Pồ gỡ khó phát triển đảng viên vùng dân tộc thiểu số. Cuối chương trình là phản ánh về gương nữ trưởng thôn tận tụy với công việc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các đồng chí, vừa qua dưới sự chủ trì của các đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 20. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Trần Quốc Cường nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm để Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung thảo luận, quyết định tại hội nghị lần thứ 20. Trong đó, tập trung về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến tập trung vào những tồn tại, hạn chế tại địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tại hội nghị, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo chính quyền các cấp, các sở ngành thực hiện phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt tối thiểu 10,5%, triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo thu ngân sách địa phương, tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo giải ngân theo yêu cầu đạt trên 95%. Đối với công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tập trung thực hiện đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên. Về quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2020-2025, giao Ban Thường vụ tỉnh ủy, chỉ đạo Văn phòng tỉnh ủy, tiếp thu, hoàn thiện, trình Thường trực tỉnh ủy, ký ban hành. Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mường Trà khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức kỳ họp lần thứ 20 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2024. Năm 2024, Đảng bộ huyện Nậm Pồ phấn đấu kết nạp mới 230 đảng viên. Để hoàn thành chỉ tiêu, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy cơ sở tăng cường rà soát, nắm bắt nguồn quần chúng ưu tú hiện có tại địa phương, từ đó có giải pháp bồi dưỡng, giúp nâng cao trình độ, nhận thức chính trị. Khuyến khích các chi bộ, đảng bộ cơ sở quan tâm bồi dưỡng đối tượng nguồn cán bộ, đoàn viên, hội viên ưu tú ở xã bản, đồng thời quan tâm đến đối tượng là sinh viên tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ trở về địa phương trong lực lượng dân quân tự vệ và lao động ổn định tại địa phương ở thôn bản. Sau tháng đầu năm 2024, Đảng bộ huyện Nậm Pồ kết nạp được 66 đảng viên mới, đạt trên 25% kế hoạch. Thưa quý vị và các đồng chí, khó khăn tìm và tạo nguồn kết nạp đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số là thực trạng chung của các xã tại huyện Nậm Pồ. Song nhờ vận dụng nhiều cách làm linh hoạt hiệu quả của các cấp ủy chi bộ cơ sở trên địa bàn, công tác phát triển đảng viên ở vùng dân tộc thiểu số của huyện Nậm Pồ đang dần có những đổi thay tích cực. Những năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025, chi bộ bản Nà Bùng 1, xã Nà Bùng, huyện Nậm Pồ có 2 năm liên tiếp không kết nạp được đảng viên mới. Nguyên nhân bởi chi bộ không tạo nguồn được quần chúng ưu tú giới thiệu cho đảng. Nhà về cái khó khăn của chi bộ thì chủ yếu là người nông dân, cho nên về mặt trình độ nhận thức thì cũng có một phần là cũng hạn chế. Cái thứ hai nữa là trong các cái lớp trẻ bây giờ thì cơ bản là khi sau học xong 12 thì cơ bản các cháu là vì trong địa bàn của chúng ta thì nó không có công an việc làm, cho nên các cháu đều tập trung vào là đi làm ăn xa. Khó khăn trong việc tạo nguồn kết nạp đảng viên mới không chỉ ở chi bộ bản Nà Bùng 1 mà diễn ra ở hầu hết các chi bộ nông thôn trên địa bàn xã Nà Bùng. Trước thực trạng này, Đảng ủy xã Nà Bùng đã phân công các đồng chí đảng ủy viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản. Tại những buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo về những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ đánh giá, góp ý. Tại chi bộ bản Nà Bùng 1, từ năm 2022 đến nay, mỗi năm chi bộ đều kết nạp được một đảng viên mới. Tiếp tục tuyên truyền làm thế nào để cho cái lớp trẻ
những người làm đi làm xa thì đi, nhưng mà những người đang ở nhà thì trước hết chúng tôi cũng tiếp tục là gặp gỡ và động viên kịp thời để các cháu tiếp tục là trong thời gian tới là tiếp tục sẽ về vấn đề công tác phát triển đảng viên là nó sẽ đảm bảo theo cái chỉ tiêu cũng như là cái nghị quyết của chi bộ hàng năm chúng ta đề ra. Tại xã Vàng Đán, công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, nhất là đảng viên nữ cũng gặp nhiều khó khăn. Bởi một thực tế là do chị em chủ yếu làm nông nghiệp, công việc bận rộn, tư tưởng còn tự ti, an phận nên không muốn vào đảng, không muốn phấn đấu. Một số quần chúng có chí hướng nguyện vọng phấn đấu vào đảng nhưng không đạt tiêu chuẩn về trình độ học vấn. Hiện nay một số phong trào thi đua ở địa phương vẫn chưa thực sự thu hút quần chúng tham gia nên sự phấn đấu của quần chúng không rõ nét. Xác định rõ những khó khăn trên, Đảng ủy xã Vàng Đán đã xây dựng nghị quyết về phát triển đảng viên mới, trong đó có chỉ tiêu cụ thể về đảng viên nữ giao cho các chi bộ. Đồng thời hàng năm rà soát các đối tượng quần chúng tham gia công tác tại bản để tạo nguồn, tập trung vận động, tạo điều kiện để quần chúng tham gia các phong trào ở cơ sở, từ đó bồi dưỡng ý thức, nâng cao nhận thức về đảng. Đảng viên Sùng Thị Dua ở bản Nộc Cốc 1, xã Vàng Đán, sau khi học xong phổ thông trở về địa phương, đã nhận thức rằng được đứng trong hàng ngũ của đảng là vinh dự lớn. Bởi vậy Sùng Thị Dua không ngừng phấn đấu và đã trở thành đảng viên. Từ khi được đứng trong hàng ngũ của đảng, chị luôn nêu cao tinh thần, gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực. Ghi nhận những cố gắng của đảng viên Sùng Thị Dua, Đảng bộ xã Vàng Đán đã tạo cơ hội để chị phấn đấu và giờ đây chị đã được phân công giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã, Bí thư chi bộ bản Nộc Cốc 1. Bản thân tôi thì tôi cũng rất là vinh dự là tôi là một người đảng viên nữ, tôi được vào đảng rất là sớm. Với bản thân tôi thì tôi đã vào đảng trước này, tôi sẽ là một tấm gương để tôi đi tâm sự chia sẻ với các chị em phụ nữ để các chị em phụ nữ cũng hiểu rằng mình vào đảng là mình sẽ có cái quyền lợi gì và không có quyền lợi gì thì tôi cũng đi tư vấn chia sẻ cho các chị em phụ nữ. Thì hiện tại thì chi bộ tôi thì cũng đang trình chi hội phụ nữ bản là cũng chuẩn bị trình cho đảng ủy giới thiệu đi học lớp cán tỉnh đảng. Với nỗ lực rất lớn, thời gian qua, các cấp ủy đảng của huyện Ập Bồ luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển đảng viên. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đảng viên nữ, Ban Thường vụ huyện ủy đã ban hành nghị quyết số 09 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ đảng trên địa bàn dân cư. Với sự chỉ đạo sát sao của huyện ủy, sự vào cuộc quyết liệt của các tổ chức cơ sở đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ huyện Ập Bồ đã kết nạp mới được gần 860 đảng viên. Trong đó, trên 84% đảng viên là người dân tộc thiểu số được kết nạp mới, đảng viên nữ chiếm gần 50%. Bây giờ thì cũng đã quay về cái thực hiện cái theo cái hướng dẫn cũ ấy, thì bây giờ là chỗ các hội đoàn thể, hội trưởng đoàn thể ở các bản thì cũng đã được hưởng cái phụ cấp, nên từ đó thì chúng tôi sẽ gắn với cái hoạt động của các hội đoàn thể đấy để tiếp tục làm tốt cái công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên nữ. Cùng với việc đề cao trách nhiệm của chi bộ để tạo nguồn có chất lượng, Ban Thường vụ huyện ủy Nậm Pồ chú trọng giao chỉ tiêu cho các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong việc phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú cho đảng. Đồng thời huyện quan tâm tạo việc làm tại chỗ cho lao động trẻ tại địa phương để thanh niên tham gia làm kinh tế, đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thu hút đoàn viên thanh niên tham gia, từ đó phát hiện những nhân tố tích cực để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng trên địa bàn. Thì trách nhiệm tôi là tôi một người đảng viên thì tôi luôn luôn là chấp hành tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là về phát triển kinh tế thì bản thân tôi luôn nêu gương để làm trồng trọt chăn nuôi để bà con để nhìn theo tôi để phát triển kinh tế dạng nghèo, và có cái gì bà con không hiểu thì tôi là trách nhiệm tôi đảng viên thì tôi cũng luôn luôn giúp bà con và tư vấn cho bà con để áp dụng các cái khoa học kỹ thuật về sản xuất để năng suất nó cao hơn. Giải pháp khác của huyện Ập Bồ trong công tác phát triển đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số là thường xuyên cử cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn tập huấn cho cấp ủy, cán bộ giúp việc đảng ủy. Phân công đảng viên từ các cơ quan đơn vị cấp huyện, cấp xã về sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản. Chúng tôi cũng cải cách, đổi mới trong cái việc mà hướng dẫn viết hồ sơ
Trước kia thì viết hồ sơ trực tiếp lên đối với lại bản cứng, tức là giấy, thì sau đó có thẩm định rồi mới lại chuyển lại. Thì đến nay chúng tôi yêu cầu là gì? Từ khâu bắt đầu quần chúng ưu tú được học lớp nhận thức về Đảng. Trong quá trình đào tạo đó, chúng tôi đã yêu cầu đối với ban tổ chức phải cử một cán bộ hoặc là một đồng chí lãnh đạo ban xuống để hướng dẫn đối với quần chúng trước khi về học xong hoàn thiện cái lớp nhận thức về Đảng, thì được hướng dẫn về viết hồ sơ của người xin vào Đảng. Sau khi viết xong thì chúng tôi yêu cầu là gửi cái bản mềm đó về ban thường vụ Đảng ủy, giao đồng chí phó bí thư thường trực và cán bộ văn phòng Đảng ủy giúp việc sẽ tiến hành thẩm tra qua bản mềm. Sau khi thẩm tra bản mềm xong thì mới giao lại cho quần chúng và trao lại cho đảng viên mới tiến hành viết. Và như vậy thì khi mà chuyển về ban tổ chức thẩm định và báo cáo ban thường vụ huyện ủy thì sẽ không phải trả đi trả lại, gây cho ức chế đối với lại cán bộ quần chúng hoặc là đảng viên mới khi được thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Thì đây là một trong những cái nhiệm vụ mà chúng tôi hết sức là chú trọng quan tâm. Với nhiều nỗ lực trong thực hiện các giải pháp, cách làm phù hợp, công tác phát triển đảng vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Nậm Pồ đang dần gỡ được nút thắt, qua đó góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên tại cơ sở, xây dựng đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thưa quý vị và các đồng chí, đã gần 60 tuổi, nhưng đồng chí Trần Thị Chính vẫn được nhân dân thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn. Sự tín nhiệm này của nhân dân là do đồng chí luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc của thôn và nhạy bén trong phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí Trần Thị Chính tham gia công tác xã hội từ trước năm 2010 với vai trò chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. Năm 2011, đồng chí được bà con tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn từ đó đến nay. Là người đứng đầu một thôn có 64 hộ với hơn 230 khẩu, quả thật là một việc không hề dễ dàng. Lúc nào mình nghĩ này, cũng như toàn thể bà con, thứ nhất là phải đoàn kết, đấy. Thứ hai là phải có cái tính nghĩa là tương thân tương ái và cũng cùng nhau bà con để cùng các ban ngành để xây dựng cái thôn bản mình để đạt được các cái về kinh tế và quốc phòng an ninh cho ổn định. Nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng thôn Tân Ngam thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu của xã vào cuối năm 2024, nâng cao đời sống của nhân dân, đồng chí Chính đã phát huy vai trò trưởng thôn, tích cực tuyên truyền, vận động bà con phát triển các mô hình kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Bản thân đồng chí cũng đi đầu làm gương, đầu tư xây dựng chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Hiện nay ngoài sản xuất cây lương thực, gia đình đồng chí cũng thường xuyên chăn nuôi 25 đến 30 con lợn thịt mỗi lứa và hàng chục con gia cầm các loại. Luôn luôn nghĩ là cũng phải gương mẫu về giả sử như trong gia đình thì cũng phải con cái làm sao là học hành rồi là có những cái công việc là cụ thể để cho phát triển kinh tế gia đình, thì như là chúng tôi chăn nuôi này, rồi sản xuất là cũng phải cố gắng để làm những cái công việc để cho nó để phát triển kinh tế, trước tiên là mình cũng phải đi đầu. Toàn thôn Tân Ngam, xã Núa Ngam hiện có hơn 10 hectare cây ăn quả. Đàn gia súc luôn duy trì trên 350 con. Đến nay thu nhập bình quân của thôn Tân Ngam đạt khoảng 47 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa chiếm trên 90%. Nói chung là về bà làm việc thì rất có trách nhiệm và có nghĩa là rất nhiệt huyết với dân. Và trong 3 năm qua có nghĩa là bà cũng là một người gương mẫu đi đầu để cho các ban cán bộ với cả bà con noi theo. Bằng tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực cố gắng của bản thân, đồng chí Trần Thị Chính đã góp phần cùng đảng viên và nhân dân xây dựng thôn Tân Ngam luôn giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, là điểm sáng trong các phong trào thi đua của xã Núa Ngam. Những việc làm của đồng chí Chính thực sự là cầu nối đưa nghị quyết của đảng đến với nhân dân. Đến đây, chuyên mục xây dựng đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi.